quy định mới nhất về việc xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch so với trên sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8. Theo Luật Đất đai 2024, nếu diện tích đất thực tế chênh lệch so với trên sổ đỏ nhưng không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây quy định rõ về cách xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch so với trên sổ đỏ tại điều 135 cụ thể trường hợp có sự tranh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên sổ đỏ đã cấp mà danh giới thừa đất đang sử dụng không thay đổi so với danh giới thừa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế trường hợp đo đạc lại mà danh giới thừa đất có thay đổi so với danh giới thừa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất đã cấp thì phần diện tích tranh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà vị trí không chính xác thì ra soát, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Cũng theo quy định tại Điều 135, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thừa đất cho người có quyền sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của luật này trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã phường thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trường hợp người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn được ghi nợ nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất ký hợp đồng thuê đất trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo quy hoạch hoặc tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa nhà tình thương nhà đại đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện việc đo đạc chỉnh lý cập nhật hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này người sử dụng đất không phải trả chi phí đối với trường hợp này